Mới đây tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức lễ công bố triệu chữ ký vì an toàn thực phẩm. Đây là sự kiện quan trọng nằm trong khuôn khổ chương trình hành động vì an toàn thực phẩm được tổ chức quy mô trên toàn quốc. Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, với thông điệp hành động vì an toàn thực phẩm, các hoạt động truyền thông về an toàn vệ sinh thực phẩm được thực hiện rộng khắp, lan tỏa từ trung ương tới địa phương, từ các cơ sở sản xuất kinh doanh tới người tiêu dùng. Hàng loạt các sự kiện bao gồm treo banner quảng bá chương trình, treo băng rôn cổ vũ, đạp xe diễu hành cổ động cho chương trình diễn ra ở nhiều tỉnh thành phố lớn của cả nước như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ, Nghệ An, Bắc Ninh. Tại buổi lễ, lãnh đạo Bộ Công Thương, lãnh đạo các bộ ngành trung ương và địa phương, đại diện các doanh nghiệp đã cùng bấm nút công bố con số 1.144.168 lượt người đã ký tên hưởng ứng chương trình hành động vì an toàn thực phẩm. Thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động với mục tiêu tạo điều kiện hỗ trợ tích cực nhất cho phát triển mạng lưới các cơ sở kinh doanh thực phẩm an toàn, bền vững và hiệu quả, giúp doanh nghiệp có cơ hội quảng bá, giới thiệu sản phẩm, kết nối tiêu thụ, mở rộng thị trường, phát triển hệ thống phân phối hàng hóa trên thị trường cả nước.